Sâm Thanh đạt chuẩn, em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một ấn đăng ký màu đỏ. Em đạt chuẩn mời các bác đăng ký kênh bên em để cập nhật được những video clip, những báo giá sản phẩm mới nhất mỗi ngày. Mọi yêu cầu về mua sắm các thiết bị âm thanh bãi, các bác có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0983586968. Hôm nay bên em lên sóng một dòng sản phẩm chiếc âm ly thuộc đẳng cấp high-end, một chiếc âm ly thuộc đẳng cấp cao, một dòng âm ly khá thành công của hãng. Một chiếc âm ly được ra đời vào những năm 1989 với xuất xứ từ một thương hiệu đình đám của Nhật Bản, chiếc mi Luckman L540. Dòng chữ ký các bác nhé, những dòng âm ly đời cao cấp của Luckman, dòng chữ ký với model 540. Hãng có viết tắt Ingrid Amlifer Luckman 540, một dòng ly cao cấp được sản xuất vào những năm 1989 với giá xuất xưởng cực kỳ là cao, giá xuất xưởng lên tới 540.000 yên thưa các bác. Giá xuất xưởng của chiếc âm ly này lên tới 540.000 yên, một chiếc âm ly khá là thành công bởi chất âm của nó rất là hay. Và thiết kế của nó thì cũng quá là đẹp luôn, thiết kế và rất là đẹp. Chiếc âm ly này có rất là nhiều ưu điểm cộng với giá thành của nó rất hợp lý thưa các bác. Chiếc âm ly này có những cái công nghệ có thể nói là đi trước thời đại. Vào những năm 1989, hãng đã thiết kế ra một cái âm ly mang hơi hướng đi trước thời đại. Nó có cái kiểu dáng khác biệt với những cái dòng âm ly khác ở trên thị trường các bác nhé. Nếu như những cái dòng âm ly khác vẫn đi theo một hướng truyền thống thì Luckman 540 đã đi tiên phong, đi trước hiện đại. Thiết kế của em này với một cái nhập mặt nhôm phay màu vàng chanh, thiết kế tối giản nhưng rất là đẹp. Mặt nhôm phay màu vàng chanh, logo Luckman, nó toàn bộ các cái dòng chữ này nó dập chìm dưới cái mặt nhôm phay đúc nguyên tấm. Và thưa các bác, dòng chữ ký là dòng Luckman cao cấp, mặt nhôm phay màu vàng chanh có dập chìm hai cái đường gân rất là khỏe khoắn và tạo cho cái chữ âm ly có một sự khỏe khoắn và một sự cơ bắp nhất định. Chữ âm ly này rất là nặng, cân nặng của nó lên tới 24 kg thưa các bác. Về mặt mũi thì nó thiết kế khá là tối giản. Ở đây thì chúng ta thấy này, các cái nút làm rất là gọn gàng. Một công tắc nguồn được đặt ở bên trái. Một volume tổng được đặt ngoài cùng bên phải, dĩ nhiên là to nhất rồi, giúp chúng ta rất là dễ dàng nhận biết. Tiếp theo thì ở đây là ba lan cân bằng loa trái phải. Còn toàn bộ trên này là hệ thống các cái đầu vào, có rất là nhiều các đầu vào, tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. Rồi đường đĩa than MC, cổng vào cho CD, tuner đấy, và line 1, line 2. Ở đây chúng ta sẽ có một cái rất là khác biệt so với những chiếc âm ly khác. Đây là nút này gọi là nút chỉnh tông. Nếu như những cái âm ly khác nó có một volume chỉnh bass, một volume chỉnh chép thì không, đây nó sẽ sử dụng một công nghệ khác. Chúng ta vặn sang phải là chúng ta sẽ tăng cái tín hiệu của những âm thanh cao lên, hãng gọi là high, và chúng ta vặn sang trái tức là low thì âm thanh nó sẽ chuyển về trầm hơn. Tất nhiên là khi mà tăng chép thì cái bass nó tự động giảm để nó cân bằng đấy, hoặc là tăng bass thì chép nó sẽ tự động nó giảm thưa các bác. Thì cái này nó khá là khác biệt với những cái dòng âm ly thông thường. Nếu như ở một dòng âm ly thông thường chúng ta tăng cả bass cả chép thì cả bass cả chép nó đều tăng lên, đồng nghĩa với việc cái âm thanh nó sẽ không còn cái độ sạch sẽ, cái độ tĩnh và cái độ chi tiết được nữa, mà có thể tiếng nó khá là rối thưa các bác. Đấy, để riêng một cái mạch âm sắc của nó là nó chỉnh tông chứ nó không chỉnh bass hoặc chép như các cái âm ly thông thường. Và đây thì là cái đường thu thôi. Ở đây khi mà chúng ta sẽ chuyển sang monitor thì là các cái hàng bên này, các cái cổng vào bên này có tác dụng, còn chúng ta nhả monitor ra thì là các cái hàng tín hiệu bên này có tác dụng. Ở đây thì có một cái nút single processor. Cái nút này khi mà chúng ta ấn vào đây và qua một cái đấu nối nữa thì cái chiếc âm ly này có tác dụng như một chiếc power độc lập. Chúng ta sẽ có một
Khi mà chúng ta có một cái chiếc free hand, chúng ta cần một cái cục bow, thì khi đó chiếc âm ly này là một cái cục bow rất là hay như thế. Đấy, chúng ta ấn vào cái chế độ này và chúng ta sẽ cắm một cái đường jack đằng sau. Ở đây thì chúng ta có một cái nút direct. Nút direct này thì rất là nhiều các âm ly có rồi. Nút direct là chúng ta sẽ sử dụng cái tín hiệu đánh thẳng, và đánh thẳng không qua can thiệp mà những cái nút này. Tín hiệu âm thanh rất là thật luôn. Và đấy, direct. Các bác thấy khi em đánh direct là âm thanh nó đã khác rồi. Và đây là ba lan trái phải thông thường thôi. Và thưa các bác, chiếc âm ly này thì nó cũng chơi được hai cặp loa AB độc lập, không liên quan đến nhau. Chúng ta có thể chơi một cặp A. Đấy, cái nút ở đây nó giấu ở dưới này, nó giấu ở dưới này, các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy ạ. Không phải là cái mặt âm ly nó chỉ đến cái nhôm này đâu, mà nó còn xuống tận đây nữa này. Đấy, xuống tận đây thì mới hết là cái mặt nhôm. Nó thiết kế như này thì cái điểm G này nó sẽ rất ít khi bị chảy xước thưa các bạn. Đấy, một cái thiết kế khá là thông minh. Một cổng phone ở đây và một công tắc này, A này, B này. Đấy, thưa các bạn, thiết kế rất là đẹp, có phần chân chén đẹp tuyệt vời luôn. Chiếc âm ly này sở dĩ nó hay bởi vì sao? Nó lại sử dụng một cái công nghệ mạch class A và class AB. Class A và class AB các bác nhé. Nó có thể chơi được class A hoặc tự động chuyển sang class AB. Nếu như em sẽ nói về cái công suất trước đi. Chiếc âm ly này sử dụng nguồn điện là 120V và công suất tiêu thụ của nó là 300W. Công suất ra loa nếu như chúng ta sử dụng khi mà nó chạy ở cái class A, khi mà nó chạy ở nó chạy ở cái chế độ class A thì công suất sẽ là 15W cộng 15W, tức là mỗi kênh cho ra 15W, tổng là 30W cho class A. Còn khi nó chạy ở chế độ class AB thì công suất sẽ là 200W chia cho hai kênh, mỗi kênh sẽ là 100W cho ra loa, cũng rất là khủng luôn. Thì cái cơ chế nó hoạt động như thế nào thì thưa các bác, nếu như chúng ta để ở ngưỡng volume khoảng dưới 9 giờ thì lúc này máy sẽ đang chạy ở chế độ class A và máy sẽ rất là nóng. Vâng, khi đó thì chất âm rất là ngọt ngào. Vâng, rất là ngọt ngào. Nếu như chúng ta nghe chỉ cần những cái volume nó vừa phải để chúng ta nghe được cái chế độ class A thì cái âm sắc rất là ngọt ngào và chúng ta chỉ để ở volume nhỏ. Còn nếu như khi chúng ta vặn quá cái nấc 9 giờ thì máy sẽ tự chuyển đổi sang cái chế độ class AB. Class AB lúc này nó sẽ cho ra loa là 100W trên một kênh. Và một cặp loa, một chiếc âm ly rất là hay thưa các bác. Đối với chiếc âm ly này thì về phối ghép, chúng ta có thể phối ghép với những cái dòng loa của JBL, những dòng loa của Tannoy, những dòng loa của BBK, hoặc những cái dòng loa của châu Âu sẽ cho ra cái chất âm mềm mại, mượt mà, tiếng rất là hay. Các bác nhìn cái thiết kế của nó thực sự là đáng tiền. Ngoài cái mặt nhôm phay trông nó sang trọng và hiện đại như thế, tuy nhiên nó lại được khoác lên mình một cái lớp vỏ gỗ cũng rất là sang trọng. Và các bác biết không, phần đáy của nó hoàn toàn khác biệt với những cái âm ly khác. Phần đáy của nó được thiết kế bằng nhựa, nhựa rất là dày như thế này. Và nhựa này thì là nhựa ABS hoặc là một cái chất liệu gì đó, nhựa rất là cao cấp như trên ô tô các bác nhé. Cái nhựa này rất là khó chảy xước, tuy nhiên cái độ cứng, độ khỏe của nó thì mới có thể chịu lực được chiếc âm ly Lacma 540 này. Và cái chiếc âm ly này lên tới 54kg thưa các bác. Về hình thức thì máy này về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc, cũng là zin nguyên bản, đánh được tốt rất là nhiều các loại loa. Các bác nhìn cho em một chiếc âm ly mà từ con ốc của hãng đã thiết kế rất là kỹ như thế này rồi. Và quay trở lại cái mặt phía sau để em mời các bác chúng ta cùng xem. À, phía sau của chiếc âm ly này cấu tạo như thế nào thưa các bác. Đây là phía sau của chiếc âm ly Lacma 540. Thì các bác thấy không, có rất là nhiều các cái cổng vào kết nối đây. Ở đây thì phono có hai cổng nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái cổng ba lan nữa. Cổng ba lan này thì cho một cái chất âm rất hay khi mà chúng ta sử dụng là những cái bộ cơ CD hoặc những cái chiếc đầu CD cao cấp, nó sẽ có cổng ba lan. Khi đó chúng ta cắm vào đây thì chất lượng thanh sẽ hay hơn rất là nhiều. Thông số của hãng đây, Lacma L540. Đấy, dòng âm ly cao cấp, dòng âm ly tích hợp của hãng, được sản xuất tại Nhật Bản. Với cái nguồn điện là 100V, công suất tiêu thụ là 300W.
máy sẽ đánh được hai cặp loa A và B. Nếu như đánh cặp loa A thì nó sẽ đánh được các cái cặp loa từ trở kháng đến 4 đến 16. Còn nó đánh A cộng B thì nó sẽ đánh được các cái cặp loa từ 8 đến 16 ohm. Và các bác để ý cho em về cái hình thức máy này thì còn rất là đẹp thưa các bác. Đây, máy rất là đẹp và toàn bộ các cái rắc cắm này hãng đã mạ vàng, còn mới tinh luôn. Vâng, còn rất là mới luôn. Đấy, thưa các bác, chiếc ôm ly Lachman L540. Và bây giờ thì em sẽ tháo ra và mời các bác chúng ta cùng ngắm nghía cái phần nội thất ruột gan của chiếc ôm ly Lachman L540. Và em đặt trần sẽ báo giá luôn cho các bác để các bác không phải chờ lâu. Chiếc ôm ly Lachman L540 đẹp xuất sắc, shop đặt trần về được mức giá rất là tốt, 17.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em. Shop đặt trần có số máy 098 358 6968. Thưa các bác, bên em có địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Một chiếc ôm ly hay và ngon bổ rẻ trong tầm giá với cái mức giá 17.500.000 đồng. Và các bác có thể so sánh với rất là nhiều các cái dòng ly khác ở trên thị trường, không hề là mang lại được cái chất âm cũng như là cái giá trị như cái chiếc ôm ly này. Hơn nữa, nó là một chiếc ôm ly đời cao, được sản xuất vào những năm 1989, cho nên nó sẽ rất là lành và bền. Các bác sử dụng hoàn toàn là chúng ta có thể yên tâm được. Các bác quan sát giúp em. Đấy, một cái chiếc ôm ly đẳng cấp. Đấy, từng con ốc của hãng làm rất là kỹ như thế này ạ, phải không ạ? Ốc của hãng làm rất là kỹ. Và bây giờ thì tháo cái phần nội thất ra để mời các bác chúng ta cùng xem. Máy chạy class A rất là nóng thưa các bác. Máy chạy rất là nóng cho nên hãng đã để cái phần tỏa nhiệt ở ngay trên lóc này, và phần tỏa nhiệt rất là lớn. Phần nội thất đây, em đã tháo xong máy và mời các bác chúng ta cùng xem. Nội thất của máy thì nói chung là nó dày đặc thôi, chúng ta cũng không thể nhìn được gì nhiều, chỉ thấy ở đây là có một cái nguồn tăng phô rất là lớn thưa các bác. Nguồn tăng phô rất là lớn, một nguồn tăng phô rất là lớn, hai tụ nguồn lớn, và máy rất là nóng. Đây, những cái tỏa nhiệt này cực kỳ nóng vì nó đang chạy ở chế độ class A. Đây có thể là các cái tầng âm sắc, đây các cái tầng âm sắc. Tất cả các cái này thì nó dày đặc luôn. Nói chung là chúng ta không thể nhìn sâu vào bên trong được. Đây là tỏa nhiệt nhá. Tỏa nhiệt đấy. Cái chỗ này thì là trên lắp lưng nó để hở ra cho nên không khí bụi bẩn nó lọt vào. Còn cái chỗ này là kín thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Này. Và như em nói từ đầu, chiếc ôm ly này nó sử dụng một cái đáy bằng nhựa. Đáy bằng nhựa rất là bền. Đây, các bác nhìn những cái con ốc này nó còn làm bằng đồng vàng ươm. Và bây giờ thì em sẽ test một chút đây, anh nha. Test một chút nha, sau đó thì em sẽ cho các bác xem cái phần đáy một chút thôi các bác. Máy thì khá là nặng. Hôm nay thì test cho các bác nghe nhạc gì bây giờ. Mời các bác nghe chiếc ôm ly Lachman L540. Bên em sẽ đây test cùng cặp loa JBL có model L80T. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Đang đánh ở chế độ direct, không qua chỉnh tôn. Đấy, không qua chỉnh tôn, âm thanh thực, âm thanh đừng đánh. Hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt tôi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chàng người ấy tình đầu anh giờ đã. Các bác để ý xem là âm thanh có khác những hôm em test những âm thanh vintage, những âm thanh cổ bao lần hết.
hẹn hò dưới mưa. Từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chắc em buồn. Mày đang chạy chế độ cả đàn các bạn nhá. Tràn dâu tình yêu khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim giờ tìm đâu, môi hồng đã xa đã trao hôn. Vâng, các bạn có thể thấy là âm sắc vô cùng là khác biệt so với những cái video clip những hôm trước để em có test các cái dòng âm lên lên cyber cổ. Hôm nay chuyển sang dòng lên này để cho các chất âm rất là đẳng cấp, khác biệt hoàn toàn. Không cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu chiếc âm lên Lachman L540 với mức giá bán 17.500.000 đồng, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em đặt trần shop em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Một âm sắc rất là nhẹ nhàng, vô cùng là trung thực và độ chính xác, độ mềm mại. Mọi thứ nó rất là vừa đủ, từ bass, từ mid đến treble, trong máy nó tự cân bằng hết. Hơi dài một chút thì rất là cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì em sẽ cho các bác xem cái phần đáy của máy một chút, sau đó thì em sẽ kết thúc video clip này tại đây. Các bác đã xem cái cấu tạo của cái phần đáy của chiếc âm ly Lachman L540 thưa các bác.
Đây, các bác nhìn cái phần đáy của nó thì các bác đã thấy là nó cực kỳ là giá trị và cực kỳ là đáng tiền như thế nào chưa? Đấy, cái phần tấm đáy này được làm bằng nhựa, một cái loại nhựa cao cấp rất là đặc biệt. Đây, thưa các bác, các cái nút đường vàng, vàng ươm, hãng vàng mạ vàng ươm luôn. Đấy, nguyên tem tiếng Nhật. Và cái amply này nó có tới 5 chân, một chân đỡ ở dưới nữa, đỡ ở chỗ cục nguồn về máy này rất là nặng luôn. Hãng sản xuất tới 5 chân. Các bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc amply thì mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.